Hoan hỉ chào đón quý ông bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý ông bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập hành trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập hành trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Gặp thời Phất Mạnh, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, vận mệnh vàng son, vận khí cực đỏ, may mắn liên tiếp, thoát kiếp nghèo khổ, giàu có khó ai sánh bằng, đúng tháng 6 âm lịch 2024, ung dung tận hưởng cuộc sống giàu sang, phú quý. Kênh Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào tới quý khán giả đang theo dõi video luận giải vận mệnh mới nhất trên kênh. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin kính chúc quý khán giả luôn may mắn, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Chúc quý khán giả tháng mới luôn gặp vạn sự lành, phú quý bình an. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tử vi tháng 6 âm lịch 2024 dành cho những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Đây sẽ là một tháng đầy hứa hẹn với vận khí cực đỏ, cơ hội đổi đời và tiền bạc về nhiều như nước lũ. Quý khán giả thân mến, trong cuộc đời mỗi người có những thời điểm mà vận mệnh bỗng dưng thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp, mang lại những cơ hội lớn lao. Để chúng ta có thể trỗi dậy và thành công, tháng 6 âm lịch năm 2024 chính là thời điểm như vậy đối với những người tuổi Mậu Ngọ với vận khí cực đỏ. Chúng lớn đổi đời, tháng 6 âm lịch này hứa hẹn sẽ là một giai đoạn bùng nổ về tài lộc, cơ hội mang lại sự thịnh vượng và giàu có cho bản mệnh. Đối với người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 thì tháng 6 âm lịch này là lúc mà những cố gắng, nỗ lực bền bỉ trong suốt thời gian qua sẽ được đền đáp xứng đáng. Vàng son chói lóa, bạn sẽ thấy mình như đang được tiếp thêm sức mạnh từ những ngôi sao may mắn, giúp bạn vượt qua mọi khó khăn, thử thách để chạm tay đến thành công. Không chỉ dừng lại ở đó, tháng này còn mở ra những cánh cửa mới, mang đến những cơ hội quý báu. Nếu biết nắm bắt, bạn sẽ có thể thay đổi cuộc đời mình một cách ngoạn mục. Trong công việc, những dự án mà bạn theo đuổi sẽ có những bước tiến vượt bậc, sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và cấp trên, cùng với khả năng lãnh đạo sáng tạo của bạn sẽ giúp mọi việc diễn ra trôi chảy, thuận lợi. Những khoản thu nhập từ công việc chính và các dự án đầu tư sẽ không ngừng gia tăng, mang lại cho bạn một nguồn tài chính dồi dào, ổn định. Tình cảm gia đình cũng sẽ có nhiều khởi sắc trong tháng này, sự hòa hợp yêu thương giữa các thành viên trong gia đình sẽ giúp bạn cảm nhận rõ rệt sự ấm áp và hạnh phúc. Đây là thời điểm lý tưởng để tổ chức những buổi họp mặt gia đình hoặc những chuyến du lịch ngắn để gắn kết tình cảm. Sức khỏe của bản mệnh trong tháng 6 âm lịch cũng rất ổn định. Hãy tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống khoa học và thường xuyên tập luyện thể dục để đảm bảo sức khỏe tốt nhất. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về vận trình của người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng 6 âm lịch 2024 này, từ công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, gia đình đến sức khỏe. Mọi khía cạnh sẽ được phân tích tỉ mỉ để giúp bản mệnh nắm bắt trọn vẹn những cơ hội và chuẩn bị kỹ lưỡng cho những thách thức có thể đến. Xin mời quý khán giả hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi theo dõi video luận giải tử vi chi tiết ngay sau đây. Quý khán giả thân mến, không có chiến thắng nào là ngẫu nhiên mà tất cả đều cần một quá trình rèn và luyện, chờ và chuẩn bị. Người ta bảo, người thông thái có 6 tiếng để chặt cây thì 4 tiếng đầu đó họ dùng để mài rìu. Cây rìu càng sắc bén, chặt cây càng nhàn. Nên đừng vội vàng khi bạn chưa bắt đầu, bạn đang chuẩn bị, đang mài rìu, đang trong đoạn chờ đợi thời cơ. Chỉ có vậy, kể cả những thắng lợi do sự may mắn thì cũng cần hiểu hai điều. Một là người ta đã phải kiên trì cho đến lúc thời thông thế thuận thì mới nắm được vận may, vì vận may mà vào tay người không có trình độ thì cũng chẳng nắm bắt được thời cơ nhiều. Hai là may mắn cũng là một phần của thực lực, nó không đến một cách tự nhiên mà do tổng hòa các hành vi cũng là kết quả của những sự lựa chọn của bạn trong quá khứ. Với một Mậu Ngọ, ắt bạn đã chịu thiệt thật nhiều, ắt bạn đã vất vả thật lắm, ắt bạn đã nhiệt tình vì người mà để lợi ích của bản thân xuống dưới. Lắm lúc ngậm đắng nuốt cay,
nên cái may mắn bạn hưởng sắp tới, nó đến từ những thiện làm mà bạn đã trao đi cũng là một loại thực lực của bản thân trong cái tính cách của Mậu Ngọ. Sẽ khó chịu lắm khi cứ phải chần chừ một chỗ, sẽ bực dọc lắm khi bao sự khởi đầu mình mong mỏi không thuận hòa như kế hoạch. Cũng sẽ bận lòng lắm khi bản thân cuộc đời đang trong giai đoạn sàng lọc người đồng hành dài lâu. Đây sẽ là lúc những người không phải là mảnh ghép đúng trong cuộc đời bạn dần rời đi. Những nhọc nhằn về nhân tâm, những mỏi mệt về nhân tín, những vỡ òa về tình người trong từng mối quan hệ sẽ dần bộc lộ ra. Sàng lọc qua rồi ở lại, sẽ không còn là đất cát mà là những hạt tinh thể lóng lánh để đi cùng Mậu Ngọ suốt những năm tháng sau này. Vậy nên, đừng quá bận lòng, nó là cái bản mệnh, lắm lúc vô tư, lự lắm khi nhiều suy tư, cười thật nhiều mà cô độc, cũng chẳng ít khi tự động viên, tự vượt qua, tự chăm chỉ, tự nỗ lực, tự xoay sở, tự dựng xây thật lạc quan và cặm cụi cố gắng. Nó là cái bản mệnh sẽ hơi vất vả một tí, sẽ phải bôn ba thật nhiều, nhưng sẽ được hưởng thành quả ở thời điểm đáng được thành tựu vinh hoa. May mắn sẽ không nhiều, mọi quả ngọt là do bản thân dày công vun đắp, nhưng cũng sẽ sớm được gặt hái, mọi vất vả, nhọc nhằn, tất cả đều đáng lắm thay. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng 6 âm lịch 2024. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng 7 năm 2024, kết thúc vào ngày mùng 3 tháng 8 năm 2024 dương lịch. Can chi là tháng Tân Mùi năm Giáp Thìn, có thiên can là Tân Kim, địa chi Mùi Thổ, đặc trưng tháng là thiên khắc địa hình nhân khí vượng mưu, sự thành bại tại nhân. Tử vi tháng 6 âm lịch 2024 của 12 con giáp nhận thấy, tháng 6 âm lịch hứa hẹn là một tháng đầy sôi động và bùng nổ. Với những cơ hội mới mẻ và vận may bất ngờ, đối với người tuổi Mậu Ngọ, vận khí cực đỏ sẽ mang đến cho bạn những thành tựu lớn trong cả công việc và cuộc sống cá nhân. Những người tuổi Mậu Ngọ sẽ cảm nhận rõ rệt sự thay đổi tích cực trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Đây là thời điểm mà những nỗ lực và cố gắng của bạn trong suốt thời gian qua sẽ được đền đáp xứng đáng. Với sự xuất hiện của nhiều ngôi sao may mắn trong cung mệnh, người tuổi Mậu Ngọ sẽ gặp nhiều thuận lợi trong mọi khía cạnh của cuộc sống, công việc sẽ có những bước tiến quan trọng, các mối quan hệ cá nhân cũng trở nên hòa hợp và vui vẻ hơn. Sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè và đồng nghiệp sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Đặc biệt, tháng 6 âm lịch này, bản mệnh sẽ gặp được nhiều tin vui và cơ hội lớn trong công việc cũng như tài chính. Tình cảm gia đình sẽ thêm phần gắn kết và hạnh phúc, sức khỏe của bản mệnh ổn định, giúp bạn có đủ năng lượng để vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng 6 âm lịch 2024. Về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng 6 âm lịch. Con đường công danh, sự nghiệp của người tuổi Mậu Ngọ sẽ có những bước tiến vượt bậc. Bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ từ đồng nghiệp và cấp trên, giúp công việc diễn ra suôn sẻ và thuận lợi hơn. Những ý tưởng sáng tạo và đột phá của bạn sẽ được đánh giá cao, mang lại những cơ hội thăng tiến đáng kể. Đặc biệt, những dự án mới mà bạn theo đuổi sẽ có cơ hội thành công lớn, mang lại những thành tựu không ngờ. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn triển khai những kế hoạch và chiến lược mới, tận dụng tối đa mọi cơ hội để phát triển sự nghiệp. Hãy kiên trì và quyết tâm, thành công sẽ đến với bạn một cách xứng đáng. Bên cạnh đó, hãy chú ý đến việc xây dựng, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và cấp trên, vì họ sẽ là những người hỗ trợ đắc lực cho bạn trong công việc. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng 6 âm lịch. Tài lộc của người tuổi Mậu Ngọ trong tháng 6 âm lịch sẽ rất dồi dào, những khoản thu nhập từ công việc chính và các dự án đầu tư sẽ không ngừng gia tăng, mang lại cho bạn một nguồn tài chính ổn định và phong phú. Bạn sẽ có cơ hội nhận được những khoản tiền thưởng lớn nhờ những thành tích xuất sắc trong công việc. Ngoài ra, những cơ hội đầu tư mới cũng sẽ mang lại cho bạn những khoản lợi nhuận đáng kể. Hãy tận dụng thời điểm này để quản lý tài chính một cách thông minh và có kế hoạch đầu tư vào những lĩnh vực tiềm năng để đảm bảo sự ổn định và phát triển lâu dài. Đồng thời, hãy cẩn trọng trong việc chi tiêu và đầu tư, tránh những rủi ro không đáng có. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng 6 âm lịch. Chuyện tình cảm gia đình của người tuổi Mậu Ngọ trong tháng 6 âm lịch sẽ rất êm ấm và hạnh phúc. Bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để dành cho gia đình và những người thân yêu. Những buổi sum họp, trò chuyện sẽ giúp gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình, mang lại sự hòa hợp và yêu thương. Đối với những người độc thân, tháng 6 âm lịch này cũng hứa hẹn mang đến những cơ hội tình cảm mới. Bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ và kết thân với những người bạn mới.
mở ra những mối quan hệ đầy triển vọng. Hãy mở lòng và đón nhận những tình cảm chân thành, hạnh phúc sẽ đến với bạn. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng 6 âm lịch. Sức khỏe của bản mệnh trong tháng 6 âm lịch sẽ rất ổn định. Hãy tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống khoa học và thường xuyên tập luyện thể dục để đảm bảo sức khỏe tốt nhất. Việc tham gia các hoạt động thể dục nhẹ nhàng như đi bộ, yoga hoặc bơi lội sẽ giúp bạn duy trì trạng thái tinh thần và thể chất tốt nhất. Đồng thời, hãy chú ý đến việc nghỉ ngơi và thư giãn để giữ tinh thần thoải mái và cân bằng. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào về sức khỏe, đừng ngần ngại đi khám và kiểm tra để đảm bảo mọi thứ đều ổn định. Sau đây là phần cẩm nang vượng vận dành cho người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng 6 âm lịch 2024. Khẩu quyết theo tử vi tháng 6 âm lịch của 12 con giáp chỉ ra rằng nhờ sự nỗ lực, cố gắng và hậu thuẫn của các tinh nên trong tháng 6 âm lịch này, Mậu Ngọ sẽ có nhiều dự án được triển khai và ký kết thành công, mang lại nguồn tiền dồi dào, các khoản đầu tư đều có lợi nhuận. Quý nhân của bản mệnh là tuổi Sửu và tuổi Dần. Tiểu nhân là tuổi Tý và tuổi Mão. Màu sắc may mắn là màu đỏ và màu tím. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 6 âm lịch 2024 của người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Tử vi tuần 1 tháng 6 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp nhận thấy rằng, công danh sự nghiệp tuần đầu tiên của tháng 6 âm lịch, người tuổi Mậu Ngọ sẽ cảm nhận được sự thay đổi tích cực trong công việc. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn bắt đầu mang lại kết quả đáng kể. Bạn có thể nhận được sự công nhận từ cấp trên, thậm chí có cơ hội thăng tiến hoặc đảm nhận một dự án mới đầy hứa hẹn. Hãy tận dụng cơ hội này để chứng tỏ năng lực và khả năng lãnh đạo của mình. Sự hỗ trợ từ đồng nghiệp cũng sẽ giúp bạn vượt qua những thử thách và đạt được mục tiêu tài lộc. Tài chính của tuổi Mậu Ngọ trong tuần này có sự khởi sắc rõ rệt, những khoản thu nhập từ công việc chính lẫn các dự án bên ngoài đều mang lại cho bạn nguồn tài chính ổn định. Đặc biệt, bạn có thể nhận được những khoản tiền thưởng hoặc lợi nhuận từ các khoản đầu tư trước đây. Hãy quản lý tài chính một cách thông minh và tiết kiệm để tận dụng tối đa những cơ hội này. Chuyện tình cảm, gia đình. Tình cảm gia đình của tuổi Mậu Ngọ trong tuần đầu tiên của tháng 6 âm lịch rất ấm áp và hòa thuận. Các thành viên trong gia đình có nhiều cơ hội để gắn kết và hiểu nhau hơn. Những bữa cơm gia đình hoặc những cuộc trò chuyện thân mật sẽ giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. Đối với người độc thân, đây có thể là thời điểm bạn gặp gỡ một người đặc biệt, mang lại những cảm xúc mới mẻ và tích cực. Sức khỏe của tuổi Mậu Ngọ trong tuần này khá ổn định. Hãy tiếp tục duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và thường xuyên tập luyện thể dục để giữ gìn sức khỏe. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy dành thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn. Việc duy trì một tinh thần thoải mái và lạc quan sẽ giúp bạn có một sức khỏe tốt hơn. Tử vi tuần 2 tháng 6 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, từ ngày mùng 8 đến ngày 14 tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tuần này cho thấy, công danh sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ tiếp tục tiến triển thuận lợi, những kế hoạch và dự án mới sẽ được khởi động, mang lại nhiều cơ hội phát triển, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ tích cực từ đồng nghiệp và cấp trên, giúp công việc diễn ra suôn sẻ và đạt được kết quả tốt. Hãy tập trung vào mục tiêu của mình và không ngừng nỗ lực để đạt được thành công. Tài lộc trong tuần này, người tuổi Mậu Ngọ có thể nhận được những khoản thu nhập đáng kể từ công việc và các dự án bên ngoài. Đây là thời điểm tốt để đầu tư vào những lĩnh vực tiềm năng. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng và nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Việc quản lý tài chính thông minh sẽ giúp bạn tận dụng tối đa những cơ hội tài chính trong tuần này. Chuyện tình cảm gia đình trong tuần này vẫn duy trì sự ổn định và ấm áp. Những mâu thuẫn nhỏ nếu có sẽ được giải quyết nhanh chóng, mang lại sự hòa thuận cho gia đình. Hãy dành thời gian để chăm sóc và quan tâm đến những người thân yêu của mình. Đối với người độc thân, bạn có thể gặp gỡ một người mới và mở ra một mối quan hệ đầy triển vọng. Sức khỏe của người tuổi Mậu Ngọ trong tuần này vẫn rất tốt. Hãy tiếp tục duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh và tập luyện thường xuyên. Đừng quên kiểm tra sức khỏe định kỳ để đảm bảo mọi thứ đều ổn định. Nếu có bất kỳ dấu hiệu mệt mỏi hay căng thẳng, hãy dành thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn. Tử vi tuần 3 tháng 6 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 6 âm lịch. Con đường công danh, sự nghiệp trong tuần thứ 3 của tháng 6 âm lịch sẽ mang đến cho người tuổi Mậu Ngọ những thử thách mới trong công việc. Tuy nhiên, với sự kiên trì và nỗ lực, bạn sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách dễ dàng. Đây là cơ hội để bạn chứng tỏ năng lực và bản lĩnh của mình.
Hãy tự tin và mạnh dạn đưa ra những ý tưởng sáng tạo. Sự sáng tạo và khả năng thích ứng nhanh chóng sẽ là chìa khóa giúp bạn đạt được thành công trong tuần này. Tài chính trong tuần này của người tuổi Mậu Ngọ có phần khả quan, những nguồn thu từ công việc và đầu tư vẫn tiếp tục đổ về. Tuy nhiên, bạn cũng cần cẩn thận trong chi tiêu để tránh lãng phí, hãy lên kế hoạch tài chính cụ thể để đảm bảo sự ổn định lâu dài. Đặc biệt, hãy tránh những khoản đầu tư rủi ro cao để bảo vệ tài sản của mình. Chuyện tình cảm của người tuổi Mậu Ngọ trong tuần này, bản mệnh có thể gặp phải một số xáo trộn nhỏ. Hãy kiên nhẫn và lắng nghe để hiểu rõ hơn về những vấn đề của các thành viên trong gia đình. Sự chia sẻ và cảm thông sẽ giúp bạn giải quyết mọi mâu thuẫn một cách hiệu quả. Đối với người độc thân, tuần này có thể mang lại những cơ hội gặp gỡ mới, nhưng hãy cẩn trọng trong việc xây dựng mối quan hệ. Sức khỏe của người tuổi Mậu Ngọ trong tuần này, bản mệnh có thể bị ảnh hưởng bởi áp lực công việc. Hãy chú ý đến việc nghỉ ngơi và thư giãn để giữ gìn sức khỏe. Đừng quên duy trì thói quen tập luyện và ăn uống lành mạnh. Nếu cảm thấy căng thẳng, hãy tìm những hoạt động giải trí để giải tỏa stress. Tử vi tuần 4 tháng 6 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 6 âm lịch. Phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ trong tuần cuối cùng của tháng 6 âm lịch sẽ mang đến nhiều tin vui trong công việc. Những nỗ lực của bạn trong suốt tháng sẽ được đền đáp bằng những thành quả đáng kể. Bạn có thể nhận được lời khen ngợi từ cấp trên hoặc một cơ hội thăng tiến. Hãy tiếp tục duy trì sự nhiệt huyết và tận tụy trong công việc. Đây là thời điểm để bạn xây dựng và củng cố mối quan hệ trong công việc, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài. Tài lộc trong tuần này của người tuổi Mậu Ngọ rất dồi dào. Những khoản thu nhập từ công việc và đầu tư vẫn tiếp tục tăng trưởng. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn đầu tư vào những dự án tiềm năng hoặc mở rộng kinh doanh. Hãy cẩn trọng và lên kế hoạch cụ thể để tận dụng tối đa những cơ hội này. Đừng quên dành ra một phần để tiết kiệm và bảo vệ tài sản của mình. Chuyện tình cảm. Tình cảm gia đình trong tuần này của tuổi Mậu Ngọ rất ấm áp và hạnh phúc. Những xung đột nhỏ nếu có sẽ được giải quyết nhanh chóng, mang lại sự hòa thuận cho gia đình. Hãy dành thời gian để chăm sóc và quan tâm đến những người thân yêu. Đối với người độc thân, bạn có thể gặp gỡ một người đặc biệt và mở ra một mối quan hệ mới đầy triển vọng. Sự chân thành và cởi mở sẽ giúp bạn xây dựng mối quan hệ bền vững. Sức khỏe của bản mệnh trong tuần này khá ổn định. Hãy tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh và thường xuyên tập luyện thể dục. Nếu có bất kỳ dấu hiệu mệt mỏi hay căng thẳng, hãy dành thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn. Việc duy trì trạng thái tinh thần tích cực và thoải mái sẽ giúp bạn có một sức khỏe tốt hơn. Đừng quên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện và phòng ngừa sớm những vấn đề tiềm ẩn. Nhìn chung, tháng 6 âm lịch năm 2024 sẽ mang đến nhiều cơ hội và thách thức cho người tuổi Mậu Ngọ bằng cách hiểu rõ vận mệnh của mình trong từng tuần. Bạn có thể chuẩn bị tốt hơn và tận dụng tối đa những cơ hội để đạt được thành công rực rỡ. Hãy luôn tự tin, kiên định và nỗ lực hết mình. Thành công sẽ đến với bạn một cách xứng đáng. Chúc bạn một tháng đầy may mắn, hạnh phúc và thịnh vượng. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần, mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Tượng ngựa phong thủy. Theo phong thủy, hình tượng ngựa phong thủy mang lại sự tương tác bởi tính khí tốt lành vì uy lực của nó được ứng dụng trong phương pháp trấn yểm của thuật phong thủy nhằm để tìm đến sự may mắn, ổn định trong cuộc sống, tránh tai tiếng, thị phi cho người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Tượng Tỳ Hưu phong thủy. Tỳ Hưu hay còn gọi là Thiên Lộc Tịch Tả là linh vật siêu tài, tác lộc, mang lại sự may mắn, sức khỏe và thành công. Ngoài ra, Tỳ Hưu còn có tác dụng trấn trạch, trừ tà khí, giữ của, mang lại sức khỏe, bình yên cho người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Tượng Thiềm Thừ phong thủy, tóc ba chân. Thiềm Thừ là linh vật từ xa xưa có ba chân, có hình dáng miệng ngậm đồng tiền vàng, chân đạp lên đồng tiền cổ. Đây là biểu tượng của sự may mắn, phú quý và giàu sang cho người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Thiềm Thừ thường được làm bằng các loại đá tự nhiên, đá quý, những kim loại quý nhằm thu hút linh khí và vượng khí vào nhà, cửa hàng doanh nghiệp cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Tượng Cá phong thủy.
Cá chép cũng là một biểu tượng của may mắn, con cá chép có biểu tượng của lòng dũng cảm vô song trong truyền thuyết, vượt vũ môn để hóa rồng, là tượng trưng cho tính kiên nhẫn, một điều không thể thiếu cho người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 nếu muốn thành công. Quả cầu phong thủy. Quả cầu đá mang trong mình nguồn năng lượng dương dồi dào, bởi nó luôn hấp thụ linh khí dương khí của trời đất. Chính vì vậy mà quả cầu đá được xem là biểu tượng của trí tuệ, sự may mắn và quyền lực cho người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Từ xưa, con người đã biết chế tác những quả cầu từ những loại đá tự nhiên, đặc biệt là đá quý để trừ tà, thu hút vượng khí, thể hiện sự quyền lực của mình. Gậy như ý phong thủy. Với việc thể hiện địa vị, tăng cường quyền lực mà ngày nay việc đặt quyền trượng trong nhà hoặc văn phòng được cho là sẽ tăng cường năng lượng, chủ yếu về sự lãnh đạo và sức ảnh hưởng cho người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Nếu bạn là nhà quản lý, giám đốc hay chủ tịch của một tập đoàn, thì quyền trượng sẽ đảm bảo quyền hạn của bạn được công nhận. Ý kiến và quyết định của người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 sẽ được công nhận lại và mang lại may mắn cho bạn. Thuyền phong thủy. Phong thủy còn cho rằng, nếu bạn đặt một mô hình chiếc thuyền trên bàn làm việc hay trong phòng, tuy nhiên phải hướng chiếc thuyền vào phòng, thì sẽ đem lại may mắn cho người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, nếu hướng ra ngoài sẽ đem lại ý nghĩa là tránh mất. Cây tài lộc phong thủy. Với cây tài lộc màu xanh, thường được ví von là sự mô phỏng của cây ngọc bích, loại cây chỉ cần lấy một chiếc lá đặt xuống đất ẩm, nó sẽ nảy mầm mọc thành cây mới, biểu tượng của sự may mắn, sẻ chia và tuổi trẻ vĩnh hằng cho người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Tranh đá quý phong thủy. Sở hữu một bức tranh đá quý phong thủy trong nhà, người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 vừa cảm thấy an tâm để làm ăn, lại có thêm một tác phẩm nghệ thuật giúp ngôi nhà trở nên quyến rũ và hấp dẫn hơn. Tượng thần tài phong thủy. Thần tài là một vị thần mang lại may mắn về tiền bạc cho người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Trong quan niệm nhân gian của người xưa cho rằng, thần tài là vị thần chuyên quản tài phúc của thiên hạ, nhận được sự chiếu cố, giúp đỡ của ông nhất định sẽ tài nguyên quảng tiến. N. Quý khán giả thân mến, theo lời Phật dạy về sống tử tế, sự tử tế rất đơn giản, trên thực tế nó là tính trung thực, nhẫn nại, biết tôn trọng bản thân và người khác, có thái độ sống nhân từ, hòa hợp với thế giới xung quanh. Người được gọi là tử tế thì luôn luôn trung thực và làm việc bằng cái tâm không lừa lọc, gian dối. Là một người tốt bụng và có đức tính cao cả, lòng tốt không chỉ là một tính cách mà còn là một loại khôn ngoan cao nhất. Người tử tế thì mọi người đều sẵn lòng kết giao, bởi vì người như vậy khiến người ta cảm thấy an toàn, thoải mái tự trong đáy lòng. Người tử tế luôn được tôn trọng và tin tưởng, vì thế nên có thể tích lũy danh tiếng. Càng nắm quyền cao chức trọng thì càng cần đến sự tử tế để nhiều người biết đến, mang đến tiếng thơm cho đời sau. Sự nổi tiếng chính là sự giàu có, đức hạnh và tử tế là một điều may mắn và đó là sự tự tin lớn nhất khi làm người. Vâng, quý khán giả thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết trong tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Chương trình xin được tạm dừng tại đây, chúng tôi luôn có mặt ở đây và đồng hành bên cạnh quý khán giả, chữa lành những tổn thương và vạch ra một tương lai tươi sáng. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.